Merry Christmas. Oh. Gingerbread. Gingerbread. You want a coffee soup, right? Well, no. I just thought it's the cutest among every one of this. You want it? Woods coffee, Woods. Are you Willy Wolf, Wood? Oh, bagel bites with everything. Yum. Banana bread. I have a banana bread. Those food items that we have here are going to be the only ones that we have right now. That's okay. But I'll try the tart cherry rush thing. Size would you like? Please, with a smallest kid. Can I have your name? Nikki? It's going to be fun. Maybe you can get that thing somehow. How's your day been going? Good. Oh, yeah, I see. Oh, not discount, but like, if you have one of our cards with us, you can start it for free, like completely, and we give you double points every time you come in. Do you have your employee discount? Oh, okay. Well, actually, no, we only have 30%, but like... 30%? Okay, I'll remember next time. I forget which one's doing it. That's all right. No worries. Hi, I'll have a large 20-ounce venti, no, not venti, caramel macchiato decaf. Yeah, I do. And then I'll have a banana bread. Yeah, thanks. Oh, no, I don't. Thank you. Thank you.
Did you get the banana bread? Oh, thanks. Thank you. Of course. Đi vòng vòng ha, mua đồ xong rồi cái này dễ thương không? Bánh thành phố của mình đẹp không? Con nào qua đây ở với mình không vậy? Đó. Anh không thích ở bên đây lạnh lẽo lắm em ơi. Anh muốn ở bên Việt Nam mãi mãi, tại ở bên đây thời tiết và đồ ăn nó quá là ngon. Qua bên yên chỉ có mùa Giáng sinh thôi ạ. Con này mua cây apple không? Cái screen bật tổ bữa nãy khiên cho đã nha. Thành phố em không đẹp gì hết, chỉ có mùa Giáng sinh. Vậy hả? Vậy sao người ta không bận áo lạnh nữa kìa, người ta mạnh quá ta. Đẹp không? Không đẹp gì hết á. Vậy sao? Không đẹp hả? Không đẹp hả? Ok. Không đẹp chứ, Việt Nam đẹp hơn mà phải không? Bên Việt Nam đẹp ha. Đẹp quá ha. Bên Việt Nam xe cộ đẹp hơn bên đây nữa ha. Đường phố đẹp hơn nữa phải không? Nói đại đi, nói đại. Dạ. Bên Việt Nam thành phố đẹp hơn nhiều, quê hương của nước mắm đó, gọi là quê hương mắm rút đó. Đó không có không được hả em ạ? Vậy hả? Ok, bên đây không có mắm rút rồi, bên đây chỉ là thành phố đèn vậy đó. Đó đèn đó đẹp ha, không đẹp, không đẹp gì hết, xấu ảnh à, xấu quá trời luôn. Người yêu ở bên đây, người yêu ở bên kia, sao mà thành được ha? Thành phố gì mà đèn chói quá, không đẹp gì hết vậy hả? Thành phố gì mà mấy cái building mà cao nhộng nhộng mà trời âm u rồi ta, lạnh lẽo, không có ai, người ta ở xứ nóng, người ta ăn uống
đầy đủ phở nè, mì quảng nè, bún bò Huế nè, cơm tấm mì sườn chả nè. Ta 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 ta. Vậy hả? Sao coi đèn mình chi vậy? À, đèn đó, à, đèn gọi là đèn Giáng sinh á. Đứng ngay cái cầu này nè, phải chụp đèn Giáng sinh. Không đẹp gì hết á em ơi. Xấu ảnh nè, xấu quá, xấu. Thiệt hả? Nhưng như má mình nói đứa bé dễ thương quá à. Không phải là nói là đẹp gái mà nói sao nó ngộ quá ta à, không dám nói là thành phố đẹp, gọi là thành phố ngộ quá ta. Ngộ thiệt đó nha, ngộ quá là ngộ. Thành phố quá ngộ à. À, đúng vậy các bạn ơi, nó ngộ gì đâu á. Vậy hả? Dạ ngộ lắm á. Thành phố này mới cô này nãy khiên cái Macintosh no, cái Mac Apple screen đổ bên nãy nè. Thành phố gì mà xanh xanh đỏ đỏ, trắng trắng vàng vàng, không đẹp như xe cộ bự tốt mà nói. Thành phố xấu ỉnh à. Vậy hả? À hả, vậy đó, thành phố ngộ gì đâu á. Bạn ơi, bạn về Việt Nam ở chân cầu, ở bên Mỹ sao? Tóc vàng vàng rồi đen phù tù rồi ôm chó như cái kiểu như chó quý hơn người lần sau vậy. Rồi mang cái bóp KK lần sau, đàn ông mà mang cái bóp KK hả? Dạ thành phố là vậy đó. Phố như buồn lắm á nha. Phố buồn quá ta. Vậy hả? Vậy buồn quá rồi. Sao giờ? Dạ, em cứ bay về Việt Nam chơi đi em ơi. Vậy hả? Ok, em sao? Đó còn tương lai dài mà. Dạ, anh lo gì xa xôi dữ vậy anh? Đường phố nè, coi đường phố trước đi. Nhìn ca mấy bài nhạc vui vui đi nha. Đừng ca bằng buồn nữa nha. Vậy hả? Gọi là bài gì mà anh nghĩ là vui vậy? Là như là yêu anh mãi mãi, yêu in tới bạc đầu, bài nào như thế vậy đó. Nhớ nha, đừng ca những bài gọi là bằng buồn nha. Nhớ nha, gọi là chia tay tình yêu nhé, anh không thích thành phố mình nha, hẹn vui rồi nha, em đừng giọng rồi nha, hẹn nắng nắng hẹn rồi nha, em thân dòng nữa nha, xí tình yêu chết rồi nha, xí em chẳng đợi ai hết nha, xí không đợi nha. Không đợi nhé, sao uống cà phê vậy một mình nha. Dạ dạ vậy đó, không đợi. Xí hết rồi nha, mai hẹn rồi nhé. Cho cuộc tình phai, em điềm thiệt nhé, em tim em hẹn rồi nhé, xin không còn nữa nhé. Tình yêu là đau cứu giống như cái bánh bì kem, tình yêu không đành tình phải đây, tình yêu là đồ cũ giống như cái bánh pizza kem, tình yêu phải rồi hai tim đâu mới đi. Adida, mình không phải là lòng, mình không phải là phương an, mình không phải là cơn, là chuông vừa cái đó, trời sắp chết luôn rồi, trời ơi có thương mình không, ông trời Nam Mô A Di Đà. Con đêm vui nè, em dâng đời anh bên xe đường, anh vẫn còn nè, em vẫn còn nhớ nè, em yêu anh mãi nè, tiếng em cứ
cô em mãi mãi không nghe. Em vẫn giữ trong tim này. Trời Việt Nam không lý do như nghe cho cuộc tình yêu xa xôi nghe em là thật nghe em yêu anh nè em biết nghe tim em đã có anh nè một ngày nào nè cầm tay anh nè thương anh quá nhiều nè em sống để gặp anh một ngày nè. Happiness is here, I'm waiting for you in Seattle. Your picture's with me, I remembered you. I loved you always. My love is forever, it's in my heart. Forever in my heart. I'm waiting forever. I love you forever. Forever, you. Forever June, for so ever long. There's no explanations for long distance love. I loved you, I know. Only has you. One day I can hold your hand. Love you so much, live to tell you one day. La la la. Xe nha, mình đậu ở trên bãi xe nha. Thôi mình ca nãy cay nãy giờ đấy nha, không ai ủng hộ gì hết ha. Không ai đưa qua bông bông qua gì cả ha. Mình đứng đây mình ca ca miết hả, giống như bà khùng á hả. Yeah, bà khùng á ở trên, hãy xin ở trên bãi đậu xe có bà khùng á, mình đứng ở trên bà ca mình á. Yeah, bà khùng lấy đưa đây ra đây à. Yeah, đưa đây, đưa cái bánh gọi là banana cake, đưa ly cà phê nữa. Dạ, yeah, xin mời tất cả. Khùng nhưng mà có cà phê uống đấy. Ok. La 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 la. Đứa bé nào vậy? Đứa bé nào? Đứa nào? Đứa đó phải không? Ai vậy? Như cha mày hả? Ừ, vậy hả? La hét tùm lum vậy hả? Ai vậy? Con có ai để la hét hả? Để mình ca cho con bài nữa nha. Dạ thôi, thôi chị ơi. Dạ chị, xin chị à. Đừng nói chị. Ừ, chị ca. À, chia tay tình yêu nhé. Rồi chị ca tình yêu bên Seattle nè. Tình yêu là đồ cũ nè. Ba bài đủ rồi chị ơi. Ồ vậy hả? Dạ ra đủ rồi nha chị. Sao vậy? Có cái bánh này ăn đi nha chị à. Ăn tí đi nha chị ơi. Dạ cảm ơn anh. Ăn đi nha, nhâm 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 nhâm. Ngon không? Cũng ok. Em lấy ra thấy em mũ. Để ăn miếng nha. Đó là bánh bánh chuối thôi nha. Chuối của Mỹ đó nha. Vô. Hơi khét khét thôi nha. Hơi khét khét. Chị đang chiếu gì vậy chị à? Dạ đang chiếu gọi là cái cảnh ở bên xe đồng Nguyễn xin á, cái siêu thị mà để nó mua đồ sắm đồ rồi đường phố bên đây vậy đó. Đẹp quá à, chị ơi. Xạo hoài nói không đẹp. Nói ở bên Việt Nam ăn mắm ruốc và ăn mắm mắm cá và mắm tôm ngon hơn. Qua đây làm chi? Giờ nói đẹp quá làm sao anh ạ? À? Dạ em nãy giỡn chơi thôi à chị à. Ồ vậy hả? Vậy sao mình tưởng thiệt á nha. Tưởng thiệt á. Vậy hả? Chị cũng
tách em rồi. Em rất là người một người vẫn chơi đó. Vậy hả? Vậy giờ mình cũng vẫn chơi, mình vô xe ngồi nha. Tại vì anh vẫn chơi, mình thì vẫn thiệt đó nha. Thôi, mình vô xe mình ngồi cho rồi. Mình chạy về cho rồi. Xe Beamer này nó muốn cát mình hay sao vậy? Hả? Cát vậy đó. Nó ngầu quá, nó muốn cát luôn kìa thì chỉ ơi. Dạ, phải rồi. Bãi đầu xe là xe đầu bài. Bãi là rồi mình đi ra xe nha. Rồi đi về nha. Lên người tính hỏi nó về máy Apple mà nó bận rộn quá, mua cà phê ngồi uống luôn cho rồi. Khi mà tính hỏi nó bận rộn quá, nó bận rộn quá, nó không có thi giờ cho mình thì mình cũng thôi kệ nó đi. Ha. Vậy hả? À, dạ, vậy đó. Bây giờ mình đi ra thành phố của mình chơi nha các bạn ạ. À, thành phố này là thành phố của bên Bellevue đó. Mùa Giáng sinh ra ra sao, có đèn. Mùa Giáng sinh là đẹp lắm ạ. Ngồi coi mùa Giáng sinh nha, đèn nó ra sao ha. Đèn thành phố của mình ra sao. Đừng nói thành phố của chị nữa nha chị, tại vì ở bên đây cũng là thành phố của chị nè, gọi là thành phố bên Việt Nam á chị ạ. Ồ vậy hả? Tại sao anh dám gọi tôi bằng chị? Anh biết tôi mấy tuổi không? Dạ biết, nhưng mà tại vì chị có người yêu rồi, còn chị là em thì hơi kỳ kỳ. Bởi vậy rồi gọi em thì hơi ngại, tại vì của không phải của mình á. Còn nếu mà nói chị thì cho tiện đi, chứ không nói ngoài thì giống như cái anh kia cứ kêu ngoại hoài. ông kia còn kêu nội nữa kìa, còn ông nọ nữa còn kêu bà già. Rồi bây giờ ôi chị cho rồi, chị hả, sao không vô mi luôn cho rồi. Hay vô nó mi nha, mi đang đi coi này nè, còn vô đang làm gì vậy vô. Mi đang nói chuyện với vô đó vậy hả. Vì mà còn kêu quạnh mà tự nói chuyện một mình luôn đó hả. Dạ đúng rồi, gọi là tâm lý học á. Hai người nói chuyện một lần luôn. Vậy đó, bên đây nè thành phố mưa mai. Nhưng mà hôm nay đang dẫn mưa rồi. Bên đây mà vậy nè, ca hú cá lá hú hụ xấu ảnh à. Lạnh nữa. Bởi vậy nó không được đẹp nè thành phố nè. Chị nào mà ở bên cũng mang nào cũng qua thành phố này thì nó như vậy đó. Ok, nó đẹp hơn. Dạ không đẹp chút nào, thành phố em đẹp hơn chị hả. Nhớ nha quay cảnh ở bên thành phố bạn nha. Bạn đừng có nghĩ rằng mình không lên coi, mình lên coi coi thành phố bạn có đẹp hơn mình thành phố mình không đó. Thành phố đó mùa Giáng sinh là thành phố như vậy đó các bạn ơi. Thành phố của mình nó cũ lũ vậy đó, cứ miết là vậy đó. Cái thùi lùi tối khuya quá là sao không có gì hết mà thấy hấp dẫn gì hết vậy. Nó thành phố là vậy đó. Nó muốn đen, nó muốn tối, tại vì nó tâm hồn nó không được tốt á. gọi là tối á là ma về đó. Còn khi mà sáng á thì thức dậy quay tốt nhất là rất sáng. Sao chị cứ đi đen hoài vậy, chị không sợ ma dí hả? Dạ không sợ, nhưng mà một ngày
sợ luôn. Tại vì ma đi đâu cũng có hết. Nhưng mà nhờ sau bây giờ nè, cái này gọi là đẹp lắm á nha. Đó, đẹp không? Không, không đẹp chút nào. Em thích thành phố của em thôi à chị ơi. Vậy thành phố của anh là thành phố nào vậy? Dạ, nó gọi là thành phố Sài Gòn đó chị ơi. Starbucks ha. Ngày nào mình về nhớ lại quận 1 Starbucks ngồi uống cà phê ha. Cà phê của Việt Nam nhưng mà lấy hiệu Starbucks nha. Yeah, đúng vậy chị. Bên đó không có bản quyền gì hết. Còn bên đây cũng không có bản quyền nữa nè. Có bản quyền bởi vì nó đặt tên tuổi khác nè, nhưng mà cũng một loại cà phê thôi. Sinh nó vậy đó anh ạ. Mùa Giáng sinh nó lấy dây đèn nó kéo vòng quanh nó vậy đó. Bởi vì thành phố nhiều đèn là tại vì nó là ngày Giáng sinh, gọi là mùa Giáng sinh nó vậy đó. Nhưng mà thực tế nó cũng không phải vậy nữa, nó là vậy là tại vì nó giàu á. Không Giáng sinh hay Giáng sinh nó cũng giàu. Bởi vậy ok vậy hả chị? Dạ vậy đó. Thành phố này quá đẹp khi nhưng con người nói không đẹp. Ai vậy chị? Vậy sao chị ra cái bài này con người nói không đẹp làm sao? Dạ nói anh ạ. Anh nói anh thà ăn mắm ruốc và mắm thôi, anh không có thích ở qua ở thành phố này cao ráo quá, anh người lùng lũng lùng sũng rồi anh đứng rồi người ta đạp lên anh nữa, rồi không xin lỗi nữa, rồi không biết nói tiếng xin lỗi nữa, rồi anh sẽ buồn lắm mà. Dạ bởi vì em nãy mình cao là bài ca này là của anh á, gọi là anh không thích thành phố này nè, anh chỉ thích thành phố ở bên Việt Nam thôi, là thành phố biết nói tiếng của người. Đi qua thành phố này giống như ông Sông Ngọc đi vượt biên từ 75 tới tới bây giờ ông Sông Ngọc đó 80 tuổi 1943 đó, tác giả cho nhiều bài nhạc đàn bà đàn ông, thành phố lang thang. Và trong một những bài nhạc của ông sản xuất là thành phố rất là xa người. Còn em ở bên quê có nhớ anh không? Anh ở bên Long Xuyên đó, An Giang. Anh ta là người miền Tây, tác giả của nhiều bài nhạc song ca ha, lên Perry bài này 74 rồi coi. Ông đã 80 tuổi đầu rồi, tuổi là 1943, 43 là tuổi mùi phải không? Dạ chị quá là hay á nha. Vậy hả? Đúng vậy, đó là tuổi mùi đó. 1943 là 80 tuổi rồi chị ơi. Dạ đúng đó. Lá nó vậy đó, nó mọc kiểu như vậy đó. Nhờ mình vô trước ha, vô thôi. Tại sao cái mình làm để cái mặt của cái iPad của mình để mình coi nó xong chưa, nãy mình bỏ xuống rồi giờ coi nó sửa lại chưa. Thành phố của mình nè, thành phố đó. Giờ mình vô thì người ta bận rộn rồi.
bận. Nhảy cái kiểu này như là nó muốn rung nó nói nó lạnh quá. sợ quá vậy hả, sợ dữ vậy hả, nó rung nó lạnh quá nè. Cái này cái máy này giống như nhà mình không? Cũng hơi nhưng mà cái hiệu gọi là Kia. Yeah, cũng có cà phê giống như mình không? Của cái hiệu Kirkland nhưng mà không phải. Cái hiệu này gọi là hiệu cho uống cà phê, nhưng mà mình đã mua cà phê ở trong siêu thị rồi. Cái này cà phê gì đây? Cái này cà phê gọi là Kirkland ha. Không biết này ngon hơn sập nè. Rose không biết còn gì. My donut shop. Mình thấy Starbucks hình như ngon nhất, nên hay là Kirkland cũng ok. Nhưng mà hãy cho mình thử đi nha. Cái cây nó chưa dắt cái rain. Nói nó có những gì cho gọi là cable cho điện thoại này. Nhưng mà cable nào đây còn là bự mình bốn đồng. Rồi nó có cái wireless charge nè. Wireless charge này để khỏi cần mà kim điện á, để cái bên theo là cable nó thế nào. Hi, how are you doing? Mình đi chấp tiền nha, mình phải lấy tiền ra, mình phải trả nha. Hôm sau mình nói chuyện sau nha. Bạn mình lấy cái iPad của mình á. Cái iPad của mình mới gắn xong rồi nè. Giờ cái mặt nó hết bị nó hết gọi là cái iPad. Let me see. Giờ đẹp rồi nha. Tại mình làm bể bữa kia. Giờ nó xinh đẹp rồi nha. Ok, mình mừng cả nhà. Ok. Thôi ngồi nói chuyện sau ha. Vui quá ta. Hết bị bể rồi, bể không tốt quá nha. Giờ nó đẹp rồi. Ok, bye tất cả bạn nha. Ngồi gặp lại ngay trên chương trình khác nha. Bye bye.